Rồi, ok, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với chuỗi video hướng dẫn Revit của Encatech mới đây. Thì trong video hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn gì? Đó. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn hoàn thiện tiếp ha. Tiếp một cái là giắc co ren ha, giắc co ren trong. Đấy, phim bay Parallel Union của thằng Tiền Phong nhá, Tiền Phong. Thì các bạn sẽ tạo cho tôi được cái thằng family này theo catalog ha, catalog ở một cái size nhất định thì sẽ có những cái kích thước khác nhau đó. Thì thông thường thì tôi sẽ tạo giống vậy trước ha, để mình cố định trước những cái thông số để cho nó chạy, được chưa, cho nó chạy. Rồi sau đó thì sao? Rồi sau đó chúng ta sẽ gì, sẽ là tạo một cái bảng về bảng là lookup table ha, lookup table, để chúng ta sẽ là cho nó biến thiên tự động. Rồi để mà biến thiên tự động được á, bây giờ thì các bạn sẽ vào đây và chúng ta sẽ xóa những cái size, xóa hết đi ha, xóa hết những cái size đi đó, chỉ giữ lại xóa hết ha, xóa hết tất cả các size. Và nhiệm vụ của các bạn giờ là chúng ta sẽ gì, sẽ manage, mình sẽ tạo ra cho nó một cái parameter, nó đặt tên cho nó là tên của cái bảng để mình gọi ra, đúng không? Tôi sẽ đặt tên ngắn gọn thôi ha, đặt tên ngắn gọn thôi. Rồi ok, cho nó về test đi ha, test ok. Rồi đấy thì các bạn sẽ import nó vào đấy, phim mây đúng không, Union, phim mây Union PPR này ha, đặt cho nó là PPR này, phim mây Union đúng không, Union đó, để mình gọi ha, mình sẽ gọi theo tên này cho nó ngắn đúng không. Thì việc của bạn là gì đấy, cho nó hàm là size lookup đúng không, size lookup đó, bạn mở ngoặc đúng không. Mình sẽ lấy theo, đầu tiên mình sẽ gọi cái bảng ra đúng không, vậy này. Rồi thông số mình sẽ lấy ha, thường tôi sẽ đặt tên nó giống nhau, L rồi phẩy đó, nếu không thì nó sẽ trả về giá trị là không ha đó. Rồi hoặc là nó đưa về bao nhiêu dn, nó sẽ chọn nó sẽ là dựa vào thằng nào để nó lấy, dựa vào dn đúng không. Rồi và tôi khóa lại đó, được chưa. Rồi copy thằng này về đây đúng không, đây là OD3 đúng không, OD3 bạn làm đơn giản thôi, cần gì phải nhiều phức tạp, và sau này các bạn sẽ làm lâu ha, lâu ở cái phần phần này. Mình sẽ chỉnh lại tên sau cùng đó. A đó, B C đó, đây là gì, E nhập vào, K đó, và cuối cùng là L, rất nhanh ha, L đấy, apply cái ok đó. Giờ nó sẽ tự động biến thiên nhá, test này, ví dụ nó về 50 50 nhá, 50 ok, thấy chưa, nó tự động nó nhảy rồi. Và chúng ta sẽ add thêm những cái thông số gì nữa? Rồi, các bạn sẽ add thêm cho tôi những cái thông số, ví dụ như gì? Ví dụ như là có thể là gì? Người người tạo đúng không? Người tạo, tôi sẽ tạo thêm những cái parameter, thêm thông tin vào cho nó ha. Ví dụ như tôi sẽ tạo cho nó là anh có text đúng không? After ok, rồi, tôi sẽ cho nó cái parameter khác như này, other, other. Rồi các bạn có thể đưa nó về gì, đưa nó về test đi, tôi đưa nó về test, ok, đây, đặt tên cho nó là tên của tác giả thôi ha, đấy. Rồi tên fitting đúng không, tên fitting thì các bạn có thể sử dụng gì, parameter, nếu này c parameter này
Sau này các bạn gọi vào cho nó dễ ha. Nếu chưa có thì các bạn cứ đặt theo tên gì, theo nếu nên phép tình. Test nha, nhớ đưa nó về test nha. Nên phép tình. Test này. Ok, nó là BPI PPR chứ, PPR nhớ PPR phi mây đúng không, phi mây barrel union. Ok đó rồi, dưới này thông tin thì bạn có thể thêm cho tôi những cái thông tin như là model này ha. Model thì cũng thể có thể nhập vào là file fitting này. Được chưa? Rồi. Tiếp theo là description này, có thể đặt tên cho nó là gì? Đặt tên cho nó theo tên của thằng trong này ha. Ví dụ như chắc có ren trong đúng không? Chắc có ren trong. Ok. Rồi. Rồi manufacturer, hãng sản xuất tiên phong. Yeah. Ok, rồi. Vậy thôi, bạn apply ok đấy. Đó, rồi đấy chúng ta sẽ chỉnh thêm một số thông cái, một số cái ví dụ như bạn có thể bó gốc này ha, bó gốc lại. Về mất cho tôi. Tôi sẽ bó gốc đoạn này ha. Grid này, được chưa? Void này, revolve này. Tôi bỏ lại ha, bỏ lại. Ok, al rồi đi. Rồi đây nè, đi. Chọn bóc xoay ha, bóc xoay. Kiểm tra lại 40. Rồi ok ha. Rồi tiếp theo là gì? Các bạn có thể ở trong này ha. Trong này các bạn cũng có thể là bó góc ở trong này này, đây đó, bó đây ha, cũng tương tự grid này, revolve này, đây này, một được chưa, bó cho nó đẹp thôi gì đâu. Wow, đây đúng không, al rồi đây acid line pick tâm hoa, pick tâm init đấy. Ok chưa, rồi cho nó gì, cho nó cái chuyển nó về cái type ha, type là type fitting này, cho nó là về union nha, union rồi ok chưa, rồi các bạn bỏ cho nó tôi á cái connector vào grid type connector. Ok
hiện tại đúng không? Hai thằng này tôi sẽ cho nó là dn của nó, đã có vector là dn. Ok đấy rồi, ok chưa? Rồi còn rồi ok, chọn hai thằng này đúng không, chuyển nó về fitting đi ha, fitting rồi sao lại và đưa vào một cái dự án ha để chúng ta test thử. Đó, đưa vào dự án test thử, lót vào nhé, lót vào. Rồi PF đúng không? PF để lấy chữ nền ra, gắn vào. Đấy. Việc của bạn là tự động nó bắt sai ha, tự động bắt sai hoặc là các bạn sẽ chọn vào đấy và edit type. Chuyển nó về union nha, union thì chuyển nó về dạng đây record ha. Nếu mà bạn dùng recurrent thì bạn sẽ dùng thằng máy sl để cắt, được chưa? Rất là nhanh ha, rất là nhanh đó. Thì ok, thì đó là cách để các bạn tạo một cái thằng recurrent ha, recurrent ppr đó, để mình sử dụng làm gì, để mình sử dụng cho dự án ha, sử dụng cho những cái dự án của các bạn. Rồi ok, thì video hôm nay của chúng tôi đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo của Encatech MED. Rồi xin chào và hẹn gặp lại.